Lời cảnh báo của chủ tịch HPG thực sự đã ứng nghiệm khi mà mới đây thôi, HPG đưa ra thông báo về việc dừng 4 lò cao, trong đó có 2 lò cao ở Hòa Phát Dung Quất và 2 lò cao ở Hòa Phát Hải Dương. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại kèm theo là lượng hàng tồn kho vẫn còn nhiều, thì việc giảm công suất để tập trung xả lượng hàng tồn kho theo mình là hợp lý. Nhu cầu thép suy yếu ở trong nước cũng như quốc tế, cùng với đó là giá nguyên vật liệu, đặc biệt là giá than thì tăng cao gấp 3 lần so với bình thường. Tỷ giá, lãi suất thì tăng cao liên tục, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của Hòa Phát. Thép là nhóm cổ phiếu của chu kỳ, hiện tại vẫn đang ở trong chu kỳ giảm nên chưa thể kỳ vọng việc cổ phiếu sẽ hồi phục ngay trở lại đâu. Mặc dù HPG là cổ phiếu quốc dân, khi ai cũng mong muốn sở hữu cổ phiếu này trong danh mục tích sản của mình. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì theo mình mua vẫn chưa hợp lý. Mặc dù giá cổ phiếu đã chiết khấu rất sâu và rẻ rồi, nhưng giá rẻ thì vẫn có thể tiếp tục rẻ hơn. Tuy nhiên nếu phải chọn cổ phiếu nào có chủ tịch uy tín nhất thì mình chắc chắn sẽ chọn HPG, khi mà chính chủ tịch Trần Lý Long đã